Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình xin review một cái món đồ mình mới nhận khá lâu rồi. Hôm nay mình mới có thời gian mình review cho mọi người cùng xem nhé. Đó là một cái cuộn bìa cắt tông hai lớp nhé, sóng A, và một cái thớt mini để dùng để nấu ăn mini nhé mọi người. Bây giờ thì mình sẽ khui hàng nhé. Cái món hàng này mình nhận được 2-3 tuần rồi, nhưng hôm nay mình mới có thời gian mình review cho mọi người cùng xem nhé. Bây giờ thì mình sẽ mở món đồ nhé mọi người. Đây là cái bìa cắt tông sóng A mình để làm cái mê cung cho hamster nhé. Trước thì mình có mua cái hàng ở Indonesia, hàng là một miếng nhỏ xíu rất là đắt, nhưng mà không có hài lòng. Về ở Việt Nam thì nó bị nát hết ra rồi nhé, thì nghèo hết ra nhé. Và mình đánh giá không được 5 sao nhé mọi người. Tất nhiên là phải 3 sao thôi, phải tính 1 sao á, thì về mình không có dùng gì nhé mọi người. Mặc dù thì xích nó rẻ, nhưng mà mua tính ra giá thành rẻ đắt nhé mọi người. Mua ở Việt Nam thì giá nó đắt, giá nó rẻ, nhưng mà phí ship để cực kỳ cao. Mình hôm trước mình mua thử ở Indonesia. Đây là món hàng. Trước tiên là mình review cái bìa cắt tông. Cái loại này thì hình như là trước 60cm và nhân 10m rồi. Quá là đắt luôn. Người ta ship từ nước ngoài về như Trung Quốc hoặc Indonesia thì mất khoảng có 10 mấy ngàn thôi. Còn Việt Nam có những cái món xương đầu mà mình ship lên đến tận 300-400 ngàn. Đặc biệt là mấy cái xương gỗ là ship về Việt Nam là phí chém cực kỳ đắt luôn. Nên khi nào mình mua được chỗ khác mà phí ship rẻ thì mình mua nhé. Đây là cái cuộn về cắt tông sóng A để mình làm mê cung hamster, cái con chạy ấy. Đây là cái miếng, đây là cái thớt gỗ mini nhé mọi người. Thớt gỗ mini mình để nấu ăn mini, mình dùng dao mình cắt nhé mọi người. Mình cắt đồ ăn cũng khá là ok, thì cũng vừa cái con dao của mình. Dao của mình tầm 5cm là cắt được nhé mọi người, cũng được. Một mặt thì nó bị nhám, mặt này mà nó bằng phẳng nữa thì khá ngon. Thì tại vì mình cắt đầu nào cũng được, mà thôi cũng không sao. Đây là một cái khúc gỗ cây okay nhé mọi người. Đây, khá là đẹp, cũng được nhé mọi người. Mình sau thì mình sẽ làm cái tủ và cái bếp để nấu ăn cho mình đi. Không thích thì mình mua bộ đồ ăn món mini mình đã review cho mọi người cùng xem rồi. Này thì cái thớt ở Việt Nam nhé, mình đi tìm cái tủ gỗ nhưng mà ở Việt Nam thì nó không bán, chắc là mình đi đóng ở ngoài trong bếp đấy. Cái số phụ kiện đấy là ok, mọi thứ đã đầy đủ rồi. Nào mình chọn mini thì mình sẽ lấy review cho mọi người cùng xem. Bây giờ thì hôm nay thì cũng không có nhiều để review cho mọi người nhé. Bây giờ thì xin giải thích clip ở đây nhé. Lần sau mình sẽ ship những món đồ khác và mình sẽ review cho mọi người xem. Xin cảm ơn mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip khác. Cảm ơn.